Chiều nay, trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung chủ trì buổi làm việc của Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với Đảng ủy phường An Hải Tây quận Sơn Trà về tình hình triển khai thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và kế hoạch số 45 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kết luận số 21. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của kết luận số 21 cùng các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà, thời gian qua, Đảng ủy Ban Thường vụ Đảng ủy Phường An Hải Tây đã chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện đến các cấp ủy chi bộ, cán bộ và toàn thể đảng viên trong đảng bộ phường, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng ủy viên để chủ động trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện. Qua đó đã tạo được nhiều việc làm cụ thể, tạo được sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy chi bộ. Cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị đã nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện các kết luận và kế hoạch này. Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại khu dân cư, công tác tổ chức các hội nghị trực tuyến đến điểm cầu cấp phường.